hầm, đi xuống dưới hầm cái lát nó mắt mình định hình mới thấy đường, cái nhìn tưởng ủa đâu hết trơn rồi, không còn cái nào hết. Cái ra hỏi người ta thì người ta nói là đang dẹp để sửa chữa, thì nghĩ vậy thôi, tại thấy tối quá mà cửa đóng hết nên thấy đang sửa chữa nên cũng không dám đi, tại nói là dẹp nó không dám đi tìm vô nữa, nói thôi vậy người ta đang sửa chữa thôi đi về. Hồi đó cảm giác gì vô cái sợ không? Vào đó có sợ không? Sợ, tại vì nó tới thôi. Lâu chưa chị? Ngày 25, tháng 6 âm lịch đó. Từ tháng 6 âm lịch ạ? Tức là cách đây khoảng bao lâu rồi ạ? Thì bữa nay là tháng 7. Tức là hơn 1 tháng rồi. Tức là từ hơn 1 tháng là đã... À, làm tháng nè. Bữa nay cũng 25 phải không? Là đúng 1 tháng rồi. Dạ, đúng 1 tháng. Lúc chị vào thì thấy mấy hũ cốt thì còn tên gì không? Không có thấy hũ cốt nào luôn. Không thấy luôn. Tại cái chỗ mấy cái đài sen là không có luôn. Chỉ thấy sát bên tường có mấy hũ cốt màu trắng là nghĩ là hũ không hay sao. Nên cũng để ý mà tại nó tối quá nên có cảm giác là bị sợ. Nên mấy chị em nói thôi, ta đang sửa chữa thôi đi ra đi. Chứ đi vô đó đi tùm lum trong đó lỡ mai có sự cố gì chỉ biết sợ ta đang sửa chữa hết. Nên là thôi đi ra thì hỏi người ta nói đang sửa chữa. Nói vậy thôi đi về. Về thì cũng có cô hỏi sư, hỏi thầy gì kia nữa. Nó thôi đang sửa chữa thôi đi về là cái rằm. Rằm thì mấy chị em cũng không có vô. Cũng có thờ hình bên chùa bên kia nữa nên là qua chùa kia tắt hương thôi. Rồi là không có cái tự nhiên cái đọc trên mạng mở ra thấy cái ha, hết hồn nó mới chạy vô thì đâu có cho vô nữa đâu. Bây giờ vô không biết làm sao mà nhận. Nè, cái hũ cho cốt của người thân mình có cái đặc điểm gì không chị ha? Chị có mẹ thì có thôi. Mẹ còn, là có còn cái... ba thì không có, là mẹ là có cái vòng cẩm thạch, cái lúc thiêu là nó không có tan ra được là hút vô luôn. À, là có vòng cẩm thạch thì chắc là mình sẽ tìm được đúng không? Sẽ tìm được, nếu mà đổ ra thì tìm được. Yeah. Còn ba thì coi như là tại đâu có nghĩ là như vậy đâu mà mình nói mình làm dấu không chị đâu. Đâu ai mà nghĩ trước mà nói như vậy được. Chị thì chị có mong muốn cơ quan chức năng phải tìm ra cái thủ phạm mà phá hoại không vậy? Để trả lại công bằng. Thì cái đó nếu mà tìm được trả lại công bằng cho thầy thì cũng tốt. Tốt thôi, tại vì bây giờ cũng chưa biết là, với lại nói chung là bây giờ tìm ra trả lại công bằng cho thầy thì tốt. Nhưng mà có một cái là bắt thầy là vô trách nhiệm. Tại vì nếu như ngày thường nói là có người này kia phá đi, còn này một ngày lễ lớn là ngày lễ của mấy người đó phúc nữa là thầy phải làm lễ thì thầy phải quan tâm coi là xong chưa, hoặc là có để ngay ngắn không để người ta vô thăm viếng rồi này không, thầy không hề ai biết luôn. Mình thấy cái đó là bị vô trách nhiệm quá, không chấp nhận được. Cái đó là không chấp nhận được. Theo chị á, thì khi xảy ra vụ việc thì thầy thích tìm chiếu có nói là do thợ hồ xây dựng xịt nước rồi nó bay hết mấy bàn tay, mà nó bay là mấy trăm cái thì chị có tin về điều đó? Tại vì cái đó nói thì giống như mấy đứa con nít nó cũng không tin nổi luôn. Tại người ta dán là người ta đâu phải dán cái gì mà dễ rớt ra được. Người ta phải bắn dán cái keo là nó chắc lắm làm sao mà rớt được. Mà xịt á, cho nó rớt đi, nó rớt 2-3 cái thôi. Thì phải dừng lại chứ. Là ta phải dừng lại. Ví dụ nếu mà người mà người ta ấy, nếu mà không có sự cố gì đó, mà xịt 2-3 cái là người ta đã dừng lại rồi. Nhưng mà có xịt thì cũng phải, dù có dẹp vô mà để sửa chữa mà để ngay ngắn chứ đâu có ai mà đổ như một cái đống sàn bằng vậy làm sao mà người thân nhìn thấy làm sao mà người ta chịu nổi. Sót không chị? Không thể nào chịu nổi thiệt luôn. Thầy nói như vậy là quá vô trách nhiệm. À, đúng rồi. Tại vì nếu mà mình có dẹp sửa chữa mà để ngay ngắn, dù để cái chỗ không ra gì cũng phải ngay ngắn đàng hoàng hết. Mà có rửa nó rơi ra 2-3 cái đi, cho là 4-5 cái thôi là cũng phải dừng lại. Dạ. Ai mà xịt gì rơi ra hết rồi còn xúc đổ ra ngoài. Cái câu gì dạ? Bãi luôn. Cái câu giải thích đó con nít của không tin được. Không thể nào tin. Dạ. Không thể nào tin. Nhưng mà như vậy thì cái gì mình nói là không biết là do là có người phá hoặc là gì, nhưng mà có một cái là nói là thầy tới ngày lễ mà thầy không có phát hiện. Dạ. Nếu mà có nhiều mà thầy đã phát hiện ra trước ngày lễ rồi. Chứ không phải để người ta vô người ta phát hiện người ta phải la lên vậy. Thì đến nay gia đình mình đã thống nhất được cái phương án, nếu như mà không xác định được danh tính của ông bà thì có đem tro cốt để thờ chung hay là sao? Nói chung là gia đình nó là muốn là giống như là tất cả mọi người đồng lòng á để mà hỏa táng rồi đưa đi
đưa rải đi. Dạ. Coi như là cái còn nếu mà đồng lòng rải hết á thì đồng ý. Dạ. Tại cái đó giờ mình thấy lẫn lộn hết rồi, giờ đâu có biết ai nữa đâu, nhưng mà do là chắc cũng có nhiều người người ta không đồng ý cho nên là cũng khó. Nếu như trong cái đường hợp mà bây giờ mình không tìm được á thì chị thống nhất là thiện tán hay là thiện tán chung hay là thời chung hay là lúc tự phận, gia đình mình đã bàn cái phương án đó chưa? Gia đình chị thì mấy bà chị thì mấy bà muốn hủy tán, còn ý của chị thì thật sự thì chị lúc mà mẹ chị chết mẹ chị không có muốn nên chị cũng giờ cũng không biết làm sao nữa. Dạ. À, lúc lúc bà mất là bà không muốn thủy tán hả? Bà muốn chôn chứ bà đâu muốn hỏa thiêu đâu. Dạ. Nên mới chôn bà đó. Chôn đâu chưa chị ha? Chôn bà thì 206. Ừ. Chôn ba thì 597. Ừ. Là lâu lắm rồi, ba chị là 1997 đó, còn mẹ chị là 206. Bây giờ chị chỉ cầu mong là bây giờ cũng chẳng biết, là chỉ cầu mong là đi vô là dòm được thấy biết đâu hai cái cốt của ba mẹ chị còn tên chứ không có rớt như người ta, thì chỉ cầu mong vậy thôi. Đã mấy cây nhang vô để thắp để cầu linh thiêng á, cũng không tìm được. Đó bữa chị có vô ta đâu cho vô, chị khán gái ở nhà thôi chứ giờ biết mà sao. Thì trong giấc ngủ rồi ba mẹ có báo mộng về không vậy? À, trước đó thì mình cũng hay thấy chim bao, mình đâu có nghĩ gì đâu. Ừ. Trước đó là có điềm báo gì không? À, thì điềm báo thì không điềm báo, nhưng mà bà chị bà thấy sao có người nằm kế bên bà vậy đó, vậy thôi. Bà cũng không nghĩ gì hết á. Ừ. Đâu nghĩ gì, chỉ là nghĩ có người nằm, sao tự nhiên nó cho ta nằm vậy thôi, chứ đâu nghĩ gì đâu, đâu ai nghĩ gì đâu. Ừ. Tức là chị gái của chị ạ. Ừ, bà nói là thấy tự nhiên có người nói cho tao nằm dưới. Ừ. Trước những ý kiến trái chiều về hòa thượng Thích Thiện Chiếu, nhà chị không có ai không có ý kiến gì với thầy đâu, không? Dạ. Không có hề, nhưng mà thiệt thì thấy cũng đau lòng lắm, thấy trâu cốt để vậy thì đau lòng lắm thôi, chứ còn cũng chị cũng không có lên mạng hay là nói thầy cái gì hết trơn. Chỉ nói thầy sơ xuất làm sao mà quá ư là không biết làm sao. Chị thấy cái vụ việc này có nghiêm trọng không? Vô để còn đi xuống tầng hầm. À. Trong không hả chị? Trong cái hũ cốt á, tại lúc bà thiêu thì là không cái thẩm thạch nó không có cháy. Ừ. Thôi bây giờ vô đi. Vậy là phải cạy cái hũ ra đó. Thì cái hũ đó chỉ mình mở nắp thôi.